Sĩ quan Nguyễn Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Dạ, trong thời gian vừa qua phải nói rất nhiều các anh, các chị, các cô chú tất cả tỉnh rất xa về đây báo tin nhờ anh em ở chính Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm người thân. Đặc biệt là sáng hôm nay thì một buổi sáng là cũng gần như là cuối tuần rồi. Anh em ở chính Bình Dương là tiếp tục tiếp nhận là một thông tin hai anh trai ở một tỉnh rất xa về đây ăn mặc, phải nói là đây là một bộ quần áo phải nói là đồng màu đồng chất luôn. Đó, đây có thể là như anh em sinh đôi mà chưa biết phải sinh đôi không. Hy vọng là đây có lẽ là anh em sinh đôi. Rồi xin chào hai anh trai nhé. Rồi xin phép chào anh trai cầm tấm hình. Dạ. Anh có thể anh giới thiệu anh họ tên là gì? Em xin giới thiệu em là Dương Út Nhỏ. Dương Út Nhỏ. Dương Út Nhỏ. Ở huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Ui trời xa dữ vậy. Dạ. Anh nhiêu tuổi rồi? Hôm nay 44. 44 tuổi à? Dạ. Ồ gọi anh đi. Rồi anh đang ở Cà Mau luôn. Dạ. Hôm nay anh đi cùng với ai đây? Đi với cục chèo Úc. Ồ đi với cục chèo Úc luôn. Dạ. Vậy là hai anh là lấy hai chị em ruột. Dạ. Gọi là cục chèo. À, quê anh gọi cục chèo luôn hả? Dạ, dạ. À, quê em mà gọi là Đồng Hao. Dạ. Ờ, quê anh gọi cục chèo. Nói là ông cục chèo này ở đâu luôn? Cũng ở gần nhà dưới luôn. Gần nhà luôn? Dạ. Ồ, vậy là hai ông là ngày xưa có chơi với nhau không? Dạ. Trước đây, trước ngày xưa lấy vợ ấy, có chơi với nhau không? Dạ, chơi hồi đó không có quen biết. À, lấy xong rồi mới thành cục chèo, chứ dạ. Trước không biết nhau. Dạ. Tưởng là hai ông mà rủ nhau lại lấy hai bà luôn. Dạ. Ồ, vậy là vui ha. Dạ. Ô, mình sao mà hôm nay mình mặc áo, quần áo đi giày dép giống nhau dữ vậy? Sao kỳ vậy? Tại bển nó bận qua cái bên đây cũng bận sao nó trùng hợp luôn. Kỳ vậy? Dạ. Mình có bảo nhau trước không? Dạ không. Không luôn hả? Dạ. Ồ, hai cái áo này với hai cái quần này là ai mua cho hay là các anh tự mua? Vợ mua. Vợ anh mua? Dạ. Vợ mua cho em rồi này cũng vợ mua luôn. Ồ ngon vậy. Dạ. Xong rồi về cái nó y xì luôn hả? Y xì luôn. Dạ. Thấy không? Vui ha. Vui. Được hai bà vợ tâm lý ha. Dạ. Này quá vui. Nhưng mà hôm nay thì vui thì vui rồi. Nhưng hôm nay sao từ Cà Mau lên đây Bình Dương thì nhờ anh em tìm ai đây? Nói chung bữa nay đến đây nhờ mấy anh em ở Bình Dương đội của anh Hải là tìm vợ giùm cho em. Sao kỳ vậy? Bỏ nhà ra đi khoảng cả tuần nay mà không có liên lạc gì về hết. Thế vợ anh mua quần áo lâu chưa mà bây giờ lại bỏ nhà đi rồi? Dạ mua lâu rồi. À thế nó còn mới mà. Dạ. Mua được mấy tháng rồi không? Mua cả năm rồi. Cả năm vẫn đẹp vậy? Dạ. Ồ vậy là hàng ngày hàng VIP ấy. Rồi mà vợ đi một tuần. Dạ. Anh cho biết là vợ anh họ tên là gì? Dạ vợ là tên Nguyễn Thị Sáu. Nguyễn Thị Sáu. Dạ. Quả sáu đúng không? Dạ. Trái sáu đúng không? Dạ. Sáu chị S xì đúng không? Dạ. Ờ. Vợ anh nhiêu tuổi rồi? Làm nay 42 tuổi. 42 tuổi? Dạ. Ồ, trai hơn hai đúng không? Dạ. Vợ anh quê quán ở đâu? Cũng quê quán ở dưới luôn. Cà Mau luôn? Dạ Cà Mau, tại em ở gần bên vợ. À. Vậy trước mình yêu nhau lâu không? Dạ lâu. Yêu nhau lâu hả? Dạ. Yêu mấy năm rồi? Gặp vợ giờ hai mấy năm rồi. Hai mấy năm nhưng mà ngày yêu á, quen lâu không? Hồi đó không quen rồi. Một phát ăn ngay. Người ta giới thiệu rồi. À là mai. Là mai. Cái một ăn ngay. Dạ. Ngon đây. Dạ. Vợ trước chắc dễ thương ha. Dạ. Trước vậy là mình không có tán tỉnh như luôn. Dạ. Một cái một là làm mai cái cưới luôn. Dạ. Làm đám cưới lớn không anh? Cũng lớn. Ồ vậy hoành tráng à, vợ đẹp mà. Cưới phải lớn rồi. Vậy mình đăng ký kết hôn không anh? Dạ có. Có, anh được mấy người con rồi? Dạ hai người. Trai hay gái? Hai thằng trai không? Trai hay gái? Dạ, hai thằng trai. Hai trai. Dạ, hai con anh nhiêu tuổi rồi? Thằng lớn 21. 21? Dạ, thằng nhỏ 13, 14. Trời, lớn dữ vậy hả? Dạ. 21 rồi có vợ chưa? Dạ chưa. À, mình chưa thành ông ha, chưa làm thành ông. Dạ. Cũng lại thành ông xuôi rồi. Dạ. Giờ là đang là cọc chèo đây, còn mai lại là ông xuôi bà xuôi đây này. Dạ. Ồ. Anh cho em biết này, hiện nay anh đang làm công việc gì tại Cà Mau? Ở Cà Mau làm đi mằng khai thác rồi với đi làm gì đi làm gì đi mằng củi à làm củi mằng củi rồi với có cũng có vuông nữa rồi đi mằng thêm phụ rồi ai muốn gì bận đó mằng à. Phụ thêm thu nhập ổn không anh? Dạ nói chung cũng ổn mà có cái năm rồi bị người ta giật hụi đó. Ôi trời mình giật đâu 400-500 triệu trời rồi vợ chồng cũng tích lũy dư được nhiêu bị người ta giật hết trơn rồi trời lo lắng rồi trả cũng được cũng nó cũng còn ổn rồi. Sao chơi hụi chi vậy? Có tại vì vợ làm chủ. Ôi. Rồi bị người ta giật đó rồi phải chủ mà đáng lẽ chủ thì phải giật người ta chứ để người ta giật mình. Dạ người ta giật ta bỏ đi đó rồi. Ôi. Cái vợ chồng con cái lo bờ dữ vậy mặn bù lấp cho người ta rồi giờ cũng còn lẽ ra là mình là chủ nha. Dạ. Tất cả những người chủ hụi là bây giờ đi giật người ta nhiều lắm. Dạ. Mà mình chủ mà bị người ta giật thì thấy là lạ đúng không? Dạ. Vậy là mất mấy trăm luôn hả? Dạ. 400-500 400-500 mà cũng trả cho người ta hết trơn rồi cũng mà người ta thà còn thiếu lại đằng này mà người ta không trả. À. Rồi cũng còn thiếu ở ngoài đâu cũng vài chục triệu gì đó. Khổ dữ vậy. Rồi lúc này xây không nổi thì vợ con cũng buồn.
rồi em thì tánh cũng nóng, cười về cằn nhằn cái này kia gì đó. Rồi nó là nó đi mằng, mà đi mằng mà cái tuần nay á sao mà không liên hệ gì được hết trơn. Mới gầu lo không biết có chuyện gì xảy ra không. Vợ anh hiện nay á, trước cái thời điểm mà bỏ nhà đi mất tích, là vợ anh làm công việc gì? Ở nhà đưa con đi học không à? Ồ, đưa có một bé thôi. Dạ đưa lính em với hai đứa cháu. Cháu ha. Cháu gọi là cọc chèo, là cháu đứa em, là con đứa em ha. Dạ. Ồ. Vậy là không làm gì luôn. Dạ. Anh thấy vợ anh tại thời gian đó, này hồi đó vợ anh thương vợ không cho vợ mặn gì hết trơn á. Lại được gánh lo cho vợ không mà. Lại được ông anh này thương vợ nữa. Dạ. Thương vợ thì ai cũng thương rồi. Dạ. Nhưng mà mình thương sao cho nó hợp lý kìa. Thương mà không cho vợ làm việc gì là thất bại. Dạ. Thất bại lớn nhất của người đàn ông. Nha, em nói chuyện nghiêm túc. Dạ. Thất bại lớn nhất của người đàn ông là không cho vợ đi làm việc. Dạ. Vì thương vợ, muốn vợ ở nhà, sợ vợ cực khổ. Dạ. Nhưng mà đó là một cái sai lầm. Dạ. Nha. Còn sai lầm cái gì thì chắc chắn là anh biết rồi đúng không? Dạ. Đến giờ phút này anh biết sai lầm chưa? Đúng không? Sướng dạ. quá. Dạ. Đó, thì sinh tật. Đó, đúng không? Còn nếu mà đi làm liên tục từ sáng tới tối thì đâu có sinh tật được. Mà đó vợ nó tốt lắm, chắc cái gì tiền bạc rồi nó gầu quỷ quá rồi nó lên nó đi mằng thì nghe nói vậy thôi, chứ giờ thực tế ra là chưa biết đi mằng hay là đi đâu. Đó. Rồi anh cho em biết này. Vợ anh trước khi đi á có đem theo hoặc có thông báo gì cho gia đình không? Đem gì gì đi không? Dạ không đem gì. Trốn à hay sao? Dạ không cho ai hay, chỉ để miếng giấy lại là mà giờ túng thiếu quá ơn ông lo nổi rồi đấy, tôi đi mằng mà tôi đi mằng tôi phụ ông rồi ông ở nhà ông lo hụi hẹ này kia, rồi tôi đi mằng thì tôi trả tiền xe tiền này kia gì cho anh ta. Tại vì nhỏ nó cũng đòi mua chiếc xe rồi trả góp, là vì con anh đang mua một chiếc xe trả góp. Dạ. Vì vậy nhân vợ anh vi ghi một tờ giấy để lại. Dạ. Đúng không ạ? Là cụ thể là một mình em, là một mình anh ở nhà là làm không được. Dạ. Đúng không? Để dạ. cho vợ đi làm phụ. Và vợ đi luôn. Dạ. Vợ anh đi lúc mấy giờ, là anh có nhà không? Dạ không. Sáng vợ anh đi sáng hay tối? Đi chắc trưa. Tầm trưa. Dạ. Anh đi làm tối mới về hả? Dạ. Chưa về thì không, tối về không thấy vợ đâu. Dạ. Ồ. Thì không thấy vợ đâu. Vợ anh có đem quần áo đi không? Dạ có quần áo. Nhiều không? Đâu cũng cái chục bộ gì đó. Chục bộ. Dạ. Ồ. Chỉ có lấy cái bếp ga đồ đầu đem, dụng cụ nó cũng có lật giặt. Đem bếp ga đi luôn. Dạ. Kỳ giấy. Dạ. Vậy đi ở trọ rồi. Đến mức quen ở trọ rồi, chắc chắn rồi. Chứ không có ở khách sạn đâu. Dạ. Mà ở trọ. Có một cái là nói chung bữa nay tới đây chia sẻ với anh á, thì vợ chồng con cái lúc nào mà cũng không có chuyện gì xảy ra. Dù có gì xảy ra đi nữa thì cùng vợ chồng cùng gánh, chứ không phải để cho vợ anh mà ra ngoài đời mà gánh vậy á, là đàn ông á thì cũng ở nhà cũng có yên ổn gì mà ăn được gì đâu. Đúng rồi. Chứ có một cái là tội nghiệp cho mẹ nhà, mẹ vợ. Bên em thì cha mẹ mất hết, chỉ còn cha mẹ vợ không à. Mà không gài tụ nghiệp, thương mẹ. Bà bệnh, bà khóc, bà xỉu lên xỉu xuống. Rồi mẹ bà kêu bà lên đây nhờ mấy anh đó, là giúp giùm. Là để rước vợ em về. Nếu mà mày không rước vợ mày về thì mày đừng có về luôn. Bà em đau lòng em. Trời. Em mới đi tới đây. Em nhờ mấy anh đó, gắng giúp giùm em đừng cho vợ em về. Chứ mẹ lên mày đi lên trên mày nhờ mấy anh mày cố gắng giúp vợ mày về, chứ mày không giúp được về thì mày đừng, mày kiếm không gặp á mày đừng có về nhà nữa. Bởi vì em không biết sao, bởi tự dưới lên đây em nhờ mấy anh cố gắng giúp giùm. Dù nó thương em không thương em không thì những đề chủ yếu là về lo cho con cái với cha mẹ già thôi. Chứ tiền bạc bên em có ngày mai có, chứ đâu thành những đề gì đâu. Khi cha mẹ cần thì em không có, tới có em rồi cha mẹ ở đâu. Em nghĩ điều đó trước khi mà nghe lời nói này, em hãy về với cha mẹ đi. Dù không thương anh nữa thì anh đi ra cho em ở nhà em lo cho con với cha mẹ. Chứ để em mà thân gái một mình ở ngoài làm sao anh yên được. Quá thương. Mình thương vợ quá. Khổ. Anh cho biết này, vợ anh đi hôm nay ngày mấy? Giờ ngày 11 tháng 10. Ừ. Đến giờ phút này là bao nhiêu ngày rồi anh? Đúng bao nhiêu ngày rồi? 8 bữa. 8 ngày. Vợ anh có đem theo tiền bạc đi không? Chắc cũng có ít rồi, chứ không có nhiều. Vợ anh lúc đi bằng cảnh đang khổ. Vợ anh đi bằng phương tiện gì?
Nghe nói nghe người ta nói là đi xe ôm. Đi xe ôm ra ngoài Nam Căn. Nam Căn luôn. Dạ, rồi mới đi xe đồ. Vậy chắc về thành phố rồi. Dạ. Anh cho em biết này, vợ anh từ trước là bao giờ bỏ nhà đi hoặc đi làm ăn xa chưa? Dạ chưa. Lần này lần đầu tiên. Vợ em có hiếu lắm, có hiếu với bà già vợ với trời lắm. Ừ. Không đi xa nhà được. Ừ. Anh... còn cái cũng không xa được nữa. Đó. Mà lần này là xa luôn. Dạ. Anh cho em hỏi này, trong cái thời gian vừa qua ấy, là anh có biết được thông tin là vợ anh thường xuyên nhắn tin hoặc gọi điện hoặc ăn mặc đẹp bất thường cho ai đó không? Dạ không. Vợ ăn mặc đẹp không? Có, vợ nó không có xua xe như người ta. Ừ. Nhưng mà vợ anh có hay nhắn tin gọi điện cho ai đó không? Dạ không. Không luôn hả? Dạ. Anh không biết hay là sao? Không, vợ em tốt lắm, đó giờ không có bậy bạ gì người ta. Vợ tốt lắm mà. Dạ. Tốt mà sao lại vợ lại đi? Dạ. Đúng chưa? Tức anh thấy này á, nếu thực sự mà vợ anh đi làm ăn xa thì chắc chắn là vợ anh phải chia sẻ cho anh, đúng không? Dạ. Phải báo tin cho gia đình, mà đây là vợ anh đi đặc biệt là không có nói năng gì cả. Bây giờ thì bởi vì không biết lý do làm sao em không hiểu. Đúng chưa? Dạ. Đó, đây là cũng có thể một phần rất nhỏ là vợ anh có thể đi làm ăn xa thật. Dạ. Nhưng mà một phần nhỏ thôi. Dạ. Nhưng trong đó là đây phải có một cái động lực rất lớn, có thể là có ai đó dụ dỗ vợ anh. Dạ. Đó, đúng không? Dạ. Chứ nếu mà vợ anh đi làm xa thì đâu có ai cấm đâu, đúng không? Dạ. Anh cũng chẳng cấm. Dạ. Phải không ạ? Nhưng nếu làm ăn đàng hoàng thì sẽ phải cho anh địa chỉ, thông tin. Dạ. Cụ thể em đang làm việc ở đâu. Dạ. Nhưng đây hoàn toàn là vợ anh giấu thông tin bí ẩn. Dạ. Thì chính tỏ là đang làm mấy công việc mờ ám hoặc đang có cái gì đó mà ám. Dạ. Đúng không? Anh suy nghĩ đúng không? Dạ. Từ hôm đó giờ anh có suy nghĩ như vậy không? Dạ. Cũng có. Ừ. Cũng có suy nghĩ, nói đi làm thì đi làm, dù sao đi làm đi, giờ đã nói đi rồi thì cũng về báo thông tin rồi là nói với cha mẹ là con đi làm thời gian con về hết gì, đừng cho đỡ lo, còn này không thông báo, không điện đài hết trơn, với nhà ai cũng lo lắng hết trơn. Ừ. Đó, anh thấy vô lý chưa? Dạ. Đúng lý ra là vợ anh trước khi đi là phải gọi điện cho hoặc nói chuyện thông báo gia đình. Yeah. Đúng không ạ? Em sẽ làm công việc này ở tại đây. Yeah. Địa chỉ này. Yeah. Lương khởi điểm cần này. Em đi cần này tháng em về. Yeah. Đó. Và em cho anh biết cái thông tin như vậy. Còn khi nào ấy, em về được thì thăm anh, thăm con, thăm gia đình. Còn nếu không anh rảnh anh nên thăm em. Yeah. Đúng chưa? Yeah. Anh thấy như vậy đó đúng không? Dạ yeah, đúng. Đấy, còn nếu tự dưng mà đi mà trốn lại để lại cái thông tin như vậy thì em thấy là có gì đó sai sai rồi. Dạ. Yeah. Đồng ý là trước đây vợ anh rất tốt và rất thương gia đình, rất có hiếu, đúng không ạ? Nhưng mà một ngày đẹp trời là vợ anh không có hiếu nữa, nó là bình thường. Yeah. Đúng không? Đến giờ phút này nếu mà vợ anh ấy mà thương gia đình và đặc biệt là không thương anh, thương các con hoặc thương ba mẹ. Yeah. Bên vợ đúng không? Thì chắc chắn là vợ anh đâu có đi như vậy. Yeah. Đến giờ phút này là mẹ vợ là xỉu lên xỉu xuống rồi. Yeah. Mẹ bệnh nặng lắm, bệnh nhiều dữ lắm. À, khổ dữ vậy. Em thì em không quan tâm, chủ thương không thương em không thành vấn đề, dù yêu cầu về lo với cha mẹ với mấy đứa con cũng được. Dù vợ chồng sống mấy chục năm mà không thương cũng còn tình nghĩa. Mà này không điện đài, không cho hay gì chứ cũng lo, bởi mặn ăn đâu được đâu, mới đi lên tới này nhờ mấy anh gắng giúp đỡ thì tìm gặp bây giờ mà. Giờ đi với ai cũng được, thì cho gặp cho đâu cho nó rõ ràng. Từ hôm vợ anh đi đến giờ phút này, vợ anh có gọi điện, họ có báo tin cho gia đình không? Dạ không. Gia đình hoàn toàn là mất thông tin luôn. Dạ. Ồ. Trước đây là anh từ ngày sống với vợ giờ phút này anh đánh vợ mấy trận rồi? Đó, hồi đó thì có đánh chứ lúc sau này không có. Chỉ lâu chưa? Đâu. Đã lâu rồi. Bao nhiêu năm rồi? Cũng cả chục năm vậy. Ồ, đánh mấy trận? Đâu có một lần hai lần quýnh chỉ vừa dạy bật tay rồi chứ không quýnh chứ người ta đánh mà mình, đấm đá rồi. Đánh mình hù thôi đúng không? Ừ. Sao mình đánh vợ chi vậy? Có cự qua cự lợi thì có. Tức quá đánh đúng không? Ừ. Nên về sau là mình có hay nhậu nhẹt để bê tha chửi vợ không? Nhậu rồi nhậu vô thì ít có cằn nhừ rồi thì có. Cằn nhằn này có ha? Dạ. Tiền bạc về anh đi làm về là anh có đưa vợ không? Đưa hết trơn, mặn nhiêu đưa, vợ giữ hết trơn rồi. Rồi vợ muốn làm gì làm chứ em không quan tâm tới đó. Ôi giời ơi, đưa hết cho vợ luôn. Lại dạ. Được anh đưa hết cho vợ luôn rồi. Dạ. Nhờ ông đưa hết, làm bao nhiêu đưa hết cho vợ đến khi mặn còn cái lịch trong rồi. Mặn 700-800, thì 500 dơ 500, 700 dơ 700 dơ, vợ giữ hết trơn rồi chứ. Rồi vợ dơ, chi tiêu cái này cái kia thì tùy theo vợ chứ, em cũng không quan tâm tới. Đấy, có một giờ là cũng còn cái lịch không? Khổ chưa? Dạ. Các con của anh có biết mẹ đi đâu không? Không biết luôn. Không biết luôn hả? Dạ. Dạ. Nghe đây, nghe đây. Tắt đi. Khổ dữ vậy. Dạ. Bây giờ nếu thực sự mà vợ anh bỏ đi. Dạ.
bỏ con luôn mà không cần cha mẹ gì hết mà lấy người khác. Anh có buồn không? Vợ chồng mà làm sao không buồn được. Nhưng mà anh em tìm ra thông tin như vậy là anh còn muốn tìm vợ anh nữa không? Tìm. Vẫn tìm. Anh tìm để làm gì? Có tìm về cho giáp mặt, dù thương không thương thì cũng phải giáp mặt để tạo ra, phải tính đường nào mà để lo cho con. Để nói chứ chuyện mà để muốn. Mà kiểu này không biết đi mặn hay là như thế nào ở nhà mà ăn không được. Thả đâu cho nó rõ ràng cái đó đặng để lo cho con nó. Để rõ ràng trước là biết tính sau ha. Dạ. Còn nếu thực sự mà hết duyên thì là phải chịu thôi. Dạ. Đúng không ạ? Nhưng mà không ai mong muốn điều đó xảy ra cả. Dạ. Nói chung làm cha làm mẹ mà tạo nó ra phải lo cho nó chứ, nếu mà hết duyên nợ đó, thì đường anh ấy đi thì cũng dễ thôi chứ không có khó khăn gì, mà có cái là sợ thì sợ gỗ cho con cái nữa thôi. Anh cho em biết này, bây giờ nếu mà vợ anh về chia sẻ là vợ anh bị say nắng quen với người đàn ông khác và đi trong vòng cái thời gian vừa qua, nhưng bây giờ vợ anh biết lỗi rồi thì vợ anh quay về thì anh có tha lỗi cho vợ anh không? Nếu mà vợ mà lỡ mà bị ra dụ dỗ xa cơ xa ngã thì có thể quay về mà lo cho con cái nó tương lai sau này thì em cũng chấp nhận, tha thứ mà thời gian gần đây chứ nếu mà để lâu quá em không chấp nhận. Nếu mà đi dài quá là không chấp nhận đúng không? Dài quá còn cái gì nữa đâu, tanh bành hết rồi. Tại vì là mình sống là sống vì con mà chứ đâu phải vợ trời thì cũng không phải là không cần. Quá em sợ là sợ nhờ mà vợ chồng mà tan rã thì con cái sau này nó khổ thôi. Bởi vì em nghĩ là nếu mà vợ mà lỡ có vấp ngã thì về là vợ chồng cũng sống bình thường để lo cho con nó thôi. Chứ mình sống chết là hết thôi chứ đâu có đem gì được theo đâu. Bây giờ này anh hãy nói một điều gì đó thực sự tình cảm nhất mà có thể là trước đây anh ấp ủ anh không nói chuyện với vợ được. Bây giờ anh nói chuyện thuyết phục làm sao? Bởi vì chắc chắn anh em đặc hiệp sĩ Bình Dương đăng video lên vợ anh sẽ xem. Vì vậy cho mình nói chuyện làm sao tình cảm nhất, ngọt ngào nhất, những gì chân thành nhất để cho vợ xem được, vợ suy nghĩ lại, vợ tìm cách liên hệ lại hoặc vợ quay trở về với anh, với các con. Rồi mời anh lên tiếng. Chung bên này anh đến gặp mà anh Hải nhờ mấy anh em giúp tìm vợ ở đây. Em có một lời nói chân thật. Anh với con thương em nhiều dữ trời lắm. Dù em ở nơi đâu thì hãy cho cha con anh hay ơi. Dù còn thương anh á, bây giờ em ở nơi đâu á là điện anh nên rước em về chứ đừng bỏ hai cha mấy cha con anh tội nghiệp á. Tội nghiệp cha con anh lắm. Lúc nào cũng nhớ về em, thương em nhiều nhất hết trơn. Mong em hãy suy xét lại quay về với cha con anh. Quá tội nghiệp. Từ Cà Mau về đây cũng rất xa, trên dưới 400 km, cũng không phải là gần. Đó. Đây cũng vì con không à. Mấy lần lội lên tới trên này mới nhờ anh giúp đỡ. Quá thường. Rồi mời em trai bên này, em có thể em giới thiệu em tên gì? Em tên Bông Văn Thắm. Bông Văn Thắm à? Thắm này hôm nay đi cùng với ông Cọc Trèo đúng không? Hai anh em mình có thường xuyên nhậu chung với nhau không? Dạ, em cũng ít lắm. Ít lắm mà. Dạ. Mình có dịp nào tâm sự với ông anh không? Dạ không, anh em thì đi mặn không ạ. Nói chung cũng ít có thời gian ngồi lại nói chuyện với nhau đúng không? Dạ. Em thấy ông anh Cọc Trèo em tính tình tốt không? Dạ, tốt. Tốt à? Hiền không? Dạ. Trong cái thời gian vừa qua ấy, và đặc biệt hôm nay lên đây để vợ em có biết không? Dạ biết. Vợ em có động viên em hoặc có nói chuyện gì không? Thì đi theo đi cùng với ảnh thôi chứ không có nói gì. Em có thấy vợ em chia sẻ là bà chị bỏ đi không? Dạ không. Không thấy vợ nói gì hả? Em thấy một người đàn ông ấy mà thương yêu vợ này, mà bây giờ vợ bỏ đi này, dù bất kể lý do gì đó, thì em thấy có hụt hẫng không? Chán lản không? Đúng không? Chán hả? Không muốn làm ăn gì hết hả? Nếu một ngày nào đó mà cái trường hợp nó rơi vào em thì em thấy làm sao? Nếu phải trường hợp lại của em. Buồn ha? Vợ em có hiền không? Tội ha? Mình sống với nhau mấy chục năm rồi, đúng không? Tình cảm.
rất nhiều tình cảm và tình nghĩa vợ chồng. Đến giờ phút này vợ đi lặng lặng bỏ đi, không nói một điều, đúng không ạ? Bất kể cái gì đi cũng xử lý được, cũng giải quyết được. Nhưng mà đi này thực sự là rất khó giải quyết. Theo em thì cái thông tin mà vợ của ông Cọc Trèo này, có là bà chị vợ đúng không? Ừ. Bỏ đi như vậy theo em nghĩ, theo em nghĩ là như thế nào? Thì em nghĩ bà cũng đi làm kiếm tiền phụ ông này thôi, chứ em cũng không biết nghĩ nói sao. Kiếm tiền hả? Kiếm tiền thì nó có nhiều cách. Nhưng mà đây kiếm tiền này là kiếm tiền đi bất minh mà bí ẩn, đúng không? Mà trốn thì chắc anh nghĩ là kiếm tiền một phần nhỏ thôi. Một phần thứ hai là có thể là cuộc sống khổ quá rồi, đúng chưa? Có thể là vì kinh tế khổ quá, hoặc là vì chồng mải mê đi làm việc để kiếm tiền, để lo liệu cuộc sống và trả nợ. Vì vậy cho nên đôi khi nó không để ý tình cảm của vợ. Vì vậy cho nên vợ đôi khi là lên mạng và thấy một số anh trai, anh thả thính đó thì đi theo người ta đó, tưởng rằng cuộc sống mình sẽ thay đổi. Nhưng ai ngờ đi thì sẽ không đi thì không biết xứ đông, đúng không? Đi rồi biết khổ thân ông thế này đó, lỡ đi rồi đó, khổ không? Em có điều nào em muốn dành cho bà chị vợ để cho hy vọng bà chị vợ xem được mà cái cuộc hành trình hai anh em? Thì em cũng mong cho bà mau chóng liên lạc với gia đình, hoặc là quay về với gia đình, có chuyện gì thì gia đình giải quyết. Em cũng mong chị mau về với cha mẹ, với chồng, với con. Cái cuộc hành trình nhà hai anh em đi á, là đi bao nhiêu tiếng? Dạ đi hồi 3 giờ 12 tiếng. 3 giờ sáng hôm qua, ở 3 giờ chiều hôm qua lên xe. 3 giờ sáng tới đây. 12 tiếng. Đúng 12 tiếng đó. Dạ. Mệt lắm không? Dạ. Chắc chắn là 12 tiếng là rất mệt, là nửa ngày mà. Dạ. Thực sự là rất tội. Hôm hai anh em ngồi ngoài lộ luôn tới sáng luôn. Trời ơi, ngồi từ 3 giờ đến giờ phút này. Dạ. Sao mình không tìm nhà nghỉ, mình vào mình nghỉ 100-200 ngàn à? Lúc đó không ai mở cửa, đóng cửa hết. À. Tại vì lúc này cũng không có tiền nữa, cũng khổ. Rồi thấy không có tiền đó, rồi muốn đi tìm mà không có tiền. Rồi điện mấy nhớ em với bà chị dâu, bà cho mượn mấy chơi được mấy 2 triệu mấy 3 triệu rồi đi tìm thôi, chứ chơi lúc này khổ không có tiền. À. Bởi vì khổ đó, vợ là đi bằng đặng phụ trả tiếp đó, thì nghe nếu nói đi mằng thì theo gì thôi chứ không biết sao. Chứ đi là không có tiền, thì mượn mấy đứa cháu với bà chị dâu trên Bạc Liêu mới gửi xuống cho mượn. Ồ, quá khổ. Dạ. Rồi hôm nay thì thực sự là cái câu chuyện mà hai anh em Cọc Trèo, dạ, từ Cà Mau gọi là cuối vùng trời của Tổ quốc, dạ, vượt xa phải nói là nhiều trăm km về Bình Dương, thì nhờ anh em về chiếc Bình Dương ghi hình để đăng tin tìm vợ. Dạ. Thì các anh em sẽ cố gắng đăng tải video nhanh nhất có thể, hy vọng là sớm biết thông tin chính thức vợ anh đang ở đâu. Yeah. Nếu mà biết được thông tin thì anh em sẽ có hướng để tư vấn giúp vợ anh có thể là quay trở về. Yeah. Hoặc liên hệ cho gia đình anh nhé. Yeah. Rồi hôm nay hai anh em về đây có đồng ý cho anh em Hiệp sĩ Bình Dương ghi hình và đăng tải tất cả các thông tin của gia đình mình lên tất cả trang mạng xã hội để tìm vợ cũng như tìm người thân không? Dạ, yeah, được. Đồng ý. Cái thông tin là hai anh em mình chia sẻ cho đăng lên gì đặng mấy mau được tìm vợ, chứ còn không cho đăng biết nào mà tìm được vợ. Ừ, anh em đây đăng lên cho đấy. Đăng lên đó, để em mới là đăng lên đi, muốn nếu vợ con muốn gì thì về nhà vợ chồng có cha mẹ đây đi chứng kiến cái gì thì nói, chứ đây đi kiểu này đó, vợ chồng con cái vợ bỏ đi, em ở nhà em mà cũng không được lấy cái tiền đâu mà để mà lo cho con cái nữa. Phải mong sao mà khi mà nghe cái tin này á, em quay về sớm để vợ chồng bàn bạc để làm. Nếu mà còn thương anh á, thì về chia sẻ với nhau, vợ chồng cùng gánh. Chứ còn nếu không thương á, thì mình dứt tiệc mà đâu đó cho nó rõ ràng. Chứ để cái này đây là kéo lâu dài á, sau này con nó khổ. Em mong muốn nhiều thôi, nhờ mấy anh gắng giúp đỡ giùm em. Rồi, em cảm ơn cái cuộc chia sẻ của hai anh em mình nhé. Chúc qua hai anh em chuẩn bị vượt xa, phải là mấy trăm km, thường lộ Bình An, để trở về quê nhà, sớm biết được thông tin. Anh em ở Sim Dương sẽ tìm được thông tin nhé. Dạ, kính thưa cô chú anh chị bạn, đây là cái câu chuyện thực sự là rất tội, rất thương. Đó, tiếp tục người đàn ông nữa. Tiếp theo, hôm qua là một người đàn ông về đây chia sẻ thông tin là vợ đã từng ôm tiền vàng đi rất nhiều lần nhưng mà chồng vẫn tha thứ. Nhưng đến giờ phút này anh em ở Sim Dương đăng lên thì đã nhận được thông tin chính thức từ người vợ, và vợ đã trả lời là vợ quyết định làm đơn ly hôn vì lý do là vợ quen người đàn ông khác. Đó,
Thế nên là rất nhiều câu chuyện thực sự rất đau, mà rõ ràng ông chồng rất thương vợ, một mực thương vợ, mua vàng mua bạc cho vợ đeo kín người. Đến giờ phút này là vợ ôm cả tiền hụi tiền hè bỏ trốn luôn để theo người tình đó. Thế nên là hy vọng là các anh trai, nếu mình có vợ, mình tin vợ thì đồng ý là phải tin, nhưng mà mình tin một phần thôi, còn phải giữ lại cho mình một phần, tránh tình trạng mà còn cái lịt, đúng không ạ? Đến giờ phút này đúng còn cái lịt này đó. Hy vọng là các cô chú anh chị, đây là cái câu chuyện rất thật. Nói chuyện như này là có thể là rất nhiều các chị em phản đối đó. Mình làm đi 10 đồng mình đưa cho vợ là 4 đồng thôi, còn giữ lại 4 đồng, còn 2 đồng là ăn xài nhá. Đừng đưa hết, đưa hết để đến giờ phút này là trắng tay luôn, vợ đi ôm sạch rồi thì còn gì nữa, trắng tay, đúng chưa? Đó, thực sự rất khó nhá. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo ạ.